Call of Duty là một tựa game rất là nổi tiếng, một series ấy chứ. Series này nổi tiếng đến cái mức mà những anh em yêu game kể cả không chơi bao giờ chắc cũng đã đều nghe tiếng qua hết. Sắp tới chúng ta sẽ có phiên bản Modern Warfare mới được reboot trên PC. Nhưng mà trong lúc chờ đợi phiên bản reboot này thì chúng ta lại may mắn sờ được một phiên bản ra mắt sớm hơn là phiên bản mobile dành cho mobile. Thế nhưng mà đã là mobile mà đặc biệt là cho cả Android thì rõ ràng là kiểu gì chúng ta cũng phải cắm chuột vào bàn phím chơi được mà đúng không? Chính vì vậy trong video này thì mình sẽ test tựa game Call of Duty phiên bản mobile trên PC để xem là nó chơi có mượt không, bộ máy PC của chúng ta có cần phải quá mạnh để chơi được nó hay không. Vì vậy, chúng ta sẽ test bằng bộ máy gaming Essential 6 của AnFat với cấu hình như thế nào thì mình sẽ cho nó bay 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 như này trên màn hình cho anh em xem, anh em có thể pause lại. Và bộ máy có mức giá 12 triệu này khá là rẻ đúng không? Thì liệu có cân được tựa game này một cách ngon này hay không? Chúng ta hãy cùng xem nào. Trong quá trình trải nghiệm Call of Duty Mobile thì tính tại cái thời điểm mà mình đang làm video này nhá, thì mình test trên Nox Player thì mình thấy không ngon lắm. Nox Player sau khi gạt các thứ mọi thứ xong xuôi hết rồi, bật game lên, vang. Thế mình đã tải LD Player thì cái trình giả lập này mình thấy đã có một cái bản update mới và update hỗ trợ trực tiếp luôn trong cái tựa game này để cho nó chơi được mà không văng. Và mình đã cài LD. Cách tải thì tương đối là đơn giản. Đây là một tựa game không phải là đã được ra mắt chính thức cho phiên bản giả lập. Cho nên là nếu như các bạn mò vào Google Play hay là CH Play gì đấy thì chắc chắn các bạn sẽ tìm không ra. Chúng ta có thể là tải bằng tab.io, các bạn vào tab.io tải về cái đường link của cái tựa game này luôn. Hoặc là dễ hơn thì các bạn có thể là vào cái cửa hàng LD của chính cái giả lập này luôn. Các bạn bấm vào search ra tựa game thì bên cạnh cái phần chữ cài đặt thì có phần ba dấu chấm, các bạn click vào và chọn là cài đặt cục bộ thì lúc này nó sẽ cài đặt bằng cái LD Store này. Và còn lại thì quá dễ thôi, chả có gì nói cả. Chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản khách Garena hoặc là Facebook tùy các bạn. Với mình thì mình khuyên là các bạn nên cài đặt Garena bởi vì mình thấy rằng Facebook ấy có một số trường hợp nó sẽ bị văng. Sau khi cài đặt xong, mình mở hết tất cả MSI Afterburn lên để đo về chỉ số các thứ linh tinh. Vào game, cài đặt max setting các thứ thử. Thì cái đầu tiên là mình nhận thấy là thứ nhất ý, là tựa game này không hề nặng như mình nghĩ. Mặc dù bộ cây này sử dụng có chip i3-9100F nhưng chip load rất là thoải mái. Giả lập mình cho cài đặt max là 4 core luôn. Nhưng mà chạy tựa game này VLD thì mình thấy rằng chip không hề bị full một tẹo nào. Các bạn vẫn có thể làm một vài tác vụ khác, bật Chrome, bật cái này cái kia mà nó không hề bị full chip, rất là ổn. GPU của chúng ta thì rất là thoải mái, thừa chạy luôn. Để chạy được khoảng 60fps thì cái card này của chúng ta thông qua LD nó chỉ chạy khoảng độ tầm mình thấy trung bình là 5-60% mà thôi. Có những lúc thì còn ít hơn. Với một tựa game có thể nói là cũng tương đối sát thủ vật cứng như điện thoại đấy, nhưng mà lại chơi bằng PC thông qua giả lập mà ngon như thế này, ngốn cấu hình thấp như thế này thì mình thấy là rất là ok. Bởi vì các bạn có thể thấy chip với CPU nó chỉ chạy khoảng độ tầm 60% mà thôi. Nghĩa là với những cấu hình thấp hơn, có khi nó chỉ bằng khoảng độ tầm 70% cái bộ case này đã là có thể chạy được cái tựa game này rồi bằng giả lập mà với max setting nhá. Mà bộ case này thì có 12 triệu, có nghĩa là nó sẽ rất phù hợp với cho anh em học sinh, sinh viên, nói chung là mọi đối tượng luôn, không cần phải đầu tư bộ máy quá xịn là có thể chơi được. Tuy nhiên nếu mà cấu hình cũ quá thì nó cũng sẽ phần nào ảnh hưởng. Bởi vì mình có thử test một cái bộ cây ở nhà, cái bộ cây tương đối là cũ, dùng i3 đời 4 với GTX 960 2GB. Thì mình thấy rằng là khi bật max setting lên, nó sẽ chạy được từ 45 đến 55 FPS. Mức FPS này là không hề tệ bởi vì về bản chất con i3 đời 4 nó chỉ có 2x4 luồng mà thôi. Nó không như bây giờ, i3 đời 9 nó là 4x4 luồng, nó mạnh hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là với những cái bộ máy như thế này, các bạn hoàn toàn có thể cân game một cách ngon lành. Và chúng ta rõ ràng phải dùng dư ra một chút để còn vừa chơi game vừa bật nhạc hay thế nào đấy đúng không? Cái trải nghiệm của tựa game Call of Duty Mobile này thì mình thấy rằng là rất là mượt. Thao tác rất là nhanh nhạy. Tuy nhiên bởi vì nó là dành cho mobile cho nên nhiều lúc một số cái thao tác chuyển đổi súng này, chuyển đổi khớp ngắm này nó chưa thực sự nhanh được như những tựa game bắn súng thực sự ở trên máy tính. Đi sâu một chút vào Call of Duty Mobile thì cái giao diện của nó rất là dễ thao tác và trực quan. Ở bên ngoài khi các bạn mới chơi thì các bạn sẽ chỉ chơi được chế độ multiplayer mà thôi. Khi lên level 7 các bạn có thể lựa chọn chế độ Battle Royale. Và mình thấy đây là một tựa game tương đối hoàn chỉnh. Mình đã chơi thử cả chế độ multiplayer và Battle Royale thì đều hoạt động một cách rất là trơn tru và mượt mà.
multiplayer thì mình sẽ nói sau. Còn chế độ Battle Royale thì mình thấy rằng nó tương đối là giống với lại hình ảnh tương đối là giống với PUBG. Mình nghĩ rằng hai tựa game này đều được làm với cùng một engine đồ họa giống nhau, cho nên hình ảnh khá là giống, chất lượng hình ảnh cũng có vẻ giống nhau luôn. Về chế độ Battle Royale này thì các bạn, cơ chế chơi nó sẽ có hơi khác một chút so với PUBG Mobile. Nhưng mà đấy là sự khác biệt nhau về game thôi. Còn lại là vào cơ chế bên trong, ví dụ như là chơi với cả người chơi với cả bot thì nó vẫn easy như vậy này. Cơ chế loot đồ tự động này, menu loot đồ như thế nào này, thì tất cả đều là có hết. Và mình cũng nói luôn là với LD Player thì cái trình giả lập này nó sẽ có hỗ trợ luôn giữa hai dạng bàn phím, là bàn phím chơi multiplayer và bàn phím chơi Battle Royale, để cho các bạn có thể chuyển đổi nhanh giữa các loại bàn phím. Bởi vì nút của các cái chế độ chơi này nó là khác nhau, các bạn có thể chuyển đổi nhanh. Đấy là chế độ Battle Royale. Đấy, cái đấy thì không cần phải nói gì nhiều nhá. Mình thấy rằng là với chế độ multiplayer thì các bạn sẽ được chơi một số những cái map mà đã xuất hiện ở những phiên bản trước đây của Call of Duty chế độ multiplayer. Cơ chế súng ống thì đa dạng, game thì mới mở ra cho nên là có vẻ như là tặng súng tặng skill cũng tương đối nhiều. Chơi rất là cuốn, cái cơ chế bắn súng thì cực kỳ cuốn. Như mẹ nói, các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều loại vũ khí khác nhau và cũng như là một số dạng skill khác nhau. Và chế độ chơi như kiểu ném drone này rồi thả tên lửa này. Cái nổi bật nhất của Call of Duty trong chế độ multiplayer đó là kill streak. Các bạn giết được càng nhiều, các bạn tích được càng nhiều, các bạn sẽ càng mở ra những cái vũ khí oai oăm kiểu như là ném drone hay là quánh bom, hay là có thể là quét vị trí UAV của đối phương. Nói chung là rất nhiều để chúng ta có thể khám phá. Và cái này thì mình chỉ giới thiệu cho anh em thôi. Mình chỉ cho anh em thấy rằng là đây là một tựa game mới, và với những cái bộ máy có cấu hình thấp, cấu hình cũ các bạn vẫn có thể chơi được. Nhưng để có một cấu hình ngon thì mình nghĩ rằng là với một cái bộ máy như thế này là tối thiểu. Với một chiếc máy có 4x4 luồng như là i3-9100F như thế này là tối thiểu là ngon nhất. Còn cạc thì có thể thấp hơn một tí cũng được. Và hy vọng là anh em đã có thêm một sự lựa chọn để có thể cài vào máy chơi trong thời gian tới. Video đây là hết rồi. Nếu các bạn có quan tâm tới máy bộ gaming Essential 6 thì các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả tại Alpha PC nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.